Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Lại gặp lại các bạn sô cô la đẹp như tiên này mà các cô chú anh chị em nào báo giá gọi là 5-6 triệu cũng gọi là chê đắt rồi là vẫn còn suy nghĩ thế nọ thế kia. Bạn này thì báo cáo với mọi người nhé, chính thức vừa lãi xịt nền là từ hôm qua đến giờ là đã chảy máu nhá, đã chảy máu lên giống. Đấy, em sẽ phối với con tôm. Đấy. Phối tôm hoặc là phối con gấu to. Đấy, thì các cô chú anh chị em nào muốn lấy đấy mua đợi đến cái lúc mà nó phối được. Đấy, em phối miễn phí cho các cô chú anh chị em luôn. Đấy, không phải nói đại môn. Đây này. Nó lên giống, bắt đầu vú của nó bắt đầu là có dấu hiệu lên lên. Em phối cho các cô chú anh chị em sẵn sàng luôn. Đấy, không việc gì phải đắn đo suy nghĩ rồi các kiểu thể loại thế nọ thế kia. Đấy, con này thì nói chung là 8 tháng tuổi hơn. Đấy, răng bím đầy đủ, thế hệ F4 của trại. Con này cái nhà luôn, giá chỉ có 6 triệu đồng nhé các cô chú em, 6 triệu đồng. Một con chó rất là đẹp, rất là tốt, cao ràng thoải mái, chân tay tròn trịa, đang đứng uống bến tre luôn. Video kết thúc tại đây nhá. Xin chào, cảm ơn tất cả các quý vị xem đã xem video nhá.